Chào các bạn nhé. Hôm nay là ngày thứ ba, bên mình lại thu hoạch giống cỏ voi để cung cấp cho khách hàng. Cỏ chặt xong được bó lại thành từng bó như thế này ạ. Và từ sáng sớm, bà con nông dân ở quê mình lại đến thu hoạch cỏ để lấy lá làm thức ăn chăn nuôi. Đây là giống cỏ voi xanh Thái Lan, hay còn gọi là cỏ Bắc Trông 1. Loại giống cỏ này thì có ưu điểm là nó phát triển nhanh, năng suất cũng cao, tỷ lệ tái sinh cũng rất là mạnh, nên thế là trồng để làm thức ăn chăn nuôi gia súc rất là tốt. Hiện nay giống cỏ này đang cho năng suất cao nhất trong tất cả các loại giống cỏ. Đây là vườn cỏ bên mình trồng để làm giống nên để nó cao như thế này ạ. Còn với những bạn chăn nuôi thì có thể thu hoạch sớm hơn để cỏ nó mềm hơn và tỷ lệ lá nó nhiều hơn thân. Đây là toàn cảnh khu vườn bên mình đang thu hoạch đấy ạ. Một vườn cỏ rất là đẹp, rất là rộng lớn nhé các bạn. Nhìn từ trên cao xuống rất là mê luôn. Các bạn chăn nuôi thì có thể cho vật nuôi ăn trực tiếp hoặc ủ chua làm thức ăn dự trữ cho vật nuôi những lúc thiếu cỏ, bởi vì cỏ này cho năng suất rất là cao nên là có thể làm thức ăn dự trữ qua những cái mùa thiếu cỏ. Nhìn bà con hăng hái tích cực thu hoạch để lấy lá về làm thức ăn chăn nuôi. Cỏ voi xanh Thái Lan này là thuộc giống cỏ vô tính nhé các bạn, nên nó không có hạt giống đâu ạ. Chỉ trồng bằng thân cây của nó để nhân giống ra thôi, chứ nó không có hạt giống giống như các loại cỏ khác. Hiện nay bên mình là đơn vị cung cấp giống cỏ chăn nuôi uy tín và lớn nhất toàn quốc. Các bạn muốn biết thêm thông tin về giống cỏ này thì có thể để lại bình luận hoặc là để lại số điện thoại bên dưới video để bên mình có các bạn nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.